Máy vệ sinh xin chào quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng máy hút bụi của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Hôm nay chúng tôi giới thiệu mẫu máy hút bụi có 3 chức năng gồm hút bụi, hút nước và chức năng thổi. Thương hiệu Amex đến từ Đức, sản xuất tại Malaysia. Trước mắt quý khách hàng đây là một model AG1099 với thiết kế thùng inox. Dung tích thùng chứa 32 lít, công suất motor 1800W. Motor dây đồng 100%, bảo hành 18 tháng. Máy được thiết kế với 4 bánh xe để di chuyển dễ dàng trên mọi địa hình. Đây là lỗ hút. Phía trên là lỗ thổi. Ngay sau đây tôi sẽ test chức năng thổi. Đây là chức năng thổi. Để sử dụng chức năng thổi, đầu tiên mình sẽ mở cái nắp tròn này ra. Mình xoay ra, nó có chữ open close, mình sẽ mở về phía open. Nhẹ nhàng. Sau đó gắn ống ruột gà vào đây. Xoay theo hướng close để khóa nó lại. Để sử dụng, mình sẽ bật công tắc. Công tắc đây. Đây là cái công tắc. Nhấn. Đây là chức năng thổi. Đây, sau đây thổi lá cây. Đó, thổi lá cây á, rất nhanh. Thổi trong vòng 3 giây thôi. Đây là chức năng thổi các vật dụng trên tường để bụi nó bay đi. Tiếp theo sẽ test chức năng hút bụi. Mình sẽ gắn cây inox này vào. Cây inox này có thể kéo dài ra qua cái khớp nối tăng đưa này, tùy theo mình cần dài hay ngắn. Để hút bụi, mình sẽ sử dụng cái bàn hút bụi có lông mi này gắn vào cây inox này. Rồi, bật công tắc lên và sử dụng hút bụi. Để sử dụng chức năng hút bụi, mình phải gắn cái đầu hút này từ vị trí thổi xuống vị trí hút. Vị trí hút là vị trí phía dưới. Đưa vào cái lỗ này và xoay một cái để khóa vào cái ngàm. Đó, nó có chữ open và close. Open là mở ra, close là đóng lại để cho nó khóa. Sau đó bật công tắc lên. Tiếp theo, để sử dụng chức năng hút nước, mình sẽ tháo cái bàn hút ra và mở cái tận lọc ra. Có 3 cái chốt bên hông, mình sẽ mở ra và nhấc cái đầu máy ra. Lấy cái tận lọc này ra. Bụi đã nằm trong này ha. Đặt cái đầu máy lên. Gà này. Và hút nước. Mình sẽ hút nước đây. Đây là 1 ly nước. Đây nha, nước nha. Đầu hút khe được sử dụng gắn trực tiếp vào
đầu hút ống mềm này để hút bụi các khe các góc. Bật công tắc lên và hút này. Đầu chổi lông này để sử dụng mình gắn trực tiếp vào cái đầu hút khe vừa xong. Ok. Đầu hút khe để sử dụng để hút trên ghế này, sofa này, bàn phím máy tính này và các rèm cửa hoặc là kệ tivi vân vân. Sau khi hút xong thì vệ sinh lại. Với ba tính năng ưu điểm như vậy, model AG1099 có giá khuyến mãi là 2.490.000 free ship toàn quốc. Nếu quý khách có nhu cầu hãy để lại số điện thoại hoặc comment hoặc liên hệ với công ty chúng tôi qua các số điện thoại hotline để đặt hàng. Chúng tôi sẽ tư vấn giao hàng toàn quốc, hình thức COD hoặc giao hàng tận nơi. 028 3815 3333. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi.